gọi điện bằng cái này hay là gọi bằng... Đây rồi, thầy gọi xong thầy ghi hình lại cho. Cứ nói chuyện qua đây được rồi. Thế là không cứ gọi bằng điện thoại cái này không nhìn thấy mặt không? À, mà muốn thấy mặt thì thầy sẽ gửi vi phim cho là thấy mặt. Dạ. Có đấy điện thoại đấy có ấy không? Có có Facebook không? iPhone 6 và có Facebook. À thế à. Thế thì anh gọi Facebook sang đây đi nhá. Nếu muốn nhìn mặt còn không thì thôi, không cần. Thầy ghi hình là rồi mà nhá. Vâng. Vâng. Thầy ghi hình. Sinh ngày dương lịch bao nhiêu ạ? Dạ. Sinh ngày dương lịch. Ngày dương lịch. Ngày dương lịch của con là 29 tháng 12 năm 1968. Rồi, mấy giờ? Sinh vào khoảng thì các cụ nói là khoảng 17 giờ chiều tà tà. Khoảng 17 giờ hơn tí đấy. Hơn 17 giờ. Rồi. Dạ. Trời trời. Lá số này hơn 17 giờ là giàu có đấy chứ. Đến bây giờ thì cũng thấy bình thường thôi, không ấy gì. Thấy như là tuần triển nó ở mạnh như sao nó khó chuẩn, khăn. Chuẩn rồi, tuần ở mạnh đấy. Vâng. Nay chúng ta bàn về cái tuần ở mạnh nhá. Dạ. Hôm nay là luận tử vi chứ không phải giải tử vi nhá. Vâng. Nhất là anh ấy cung mệnh là Nhật Nguyệt, Thái Dương, Thái Thiên Lương nằm tại mệnh, nằm ở cung này là cung Mão. Những người mà Thái Dương nằm cung Mão này là rất quan tâm đến tâm linh đây, tử vi tâm linh là quan tâm lắm. Lá số của anh thì không khác lá số của người giàu số 1, số 2 thị trường chứng khoán Việt Nam mấy. Nhưng cái hỏng của anh nó là tuần đóng ngay tại cung mệnh. Đây, người ta không có tuần ở mệnh. Đấy. Anh sinh vào giờ này á là mệnh Thái Dương Thiên Lương là cái mệnh rất là tử tế rồi. Nhưng vì sau tuần nó đóng vào đây nó làm cho anh nó vây hãm của cả cuộc đời anh. Và xem đại vận nào để nó mở cho nó tốt được nào. Xem đại vận nào mở. Anh bây giờ đang rơi vào đại vận 42 trở ra đúng không? Quan Lộc, Thanh Long, Thiên Việt, Hồng Loan, Vô Chính Diệu gặp thiên hình. Cô thần quả tú, ai chả. Rơi vào cô thần quả tú này là cô đơn lắm. Thì bình thường thì cũng không sao đâu, nhưng nhiều lúc tự nhiên thấy cảm thấy nó cứ trống trải thế là trải. không vậy. Đúng rồi, bởi vì anh đang rơi vào cái đại vận cô thần quả tú là gì, là luôn luôn thu mình, không muốn giao thiệp, lạnh lòng lạnh lùng trong giao thiệp. Cô quả sao cô thần quả tú nó là thế anh ạ, nhá. Cái đại vận này, cái nữa là cái chòm thiên đồng cự môn hãm gặp triệt này này, ngày xưa ấy thì nó còn ổn. Nhưng bây giờ nó mất triệt đi rồi, chính là cái cung thiên đồng cự môn hãm này là cung xấu. Cứ rơi vào đại vận, tiểu vận có thiên đồng cự môn hãm là nó chán nhiều việc, nó nản lắm. Đấy, mặc dù cung tài mệnh của... Thì là triệt rồi, nó qua cái tuổi rồi thì bây giờ nó thành thiên đồng cự môn thì nó gặp triệt thì nó đổi dấu đi thì... Đúng, ngày xưa nhá, ngày xưa thì nó còn đổi dấu, nó còn thành vượng đắc. Nhưng bây giờ sau triệt nó tắt hẳn đi rồi thì nó lại không đổi dấu, nó lại hãm. À. Đó, chính vì thế là cái cảm giác buồn buồn chán chán, giàn nản của anh nó thế. Lại cộng thêm với cái việc lại già nữa thì... Già thì cũng ở cái tuổi này thì cũng thấy bình thường, cũng không phải là cảm giác nó già. Không phải mình già, mà vợ già. Vợ thì cũng sinh 74, thành ra là cũng thấy có cái gì đấy nó không hợp. Rồi. Bởi vì cái anh càng ngày càng không hợp với vợ. Bởi vì sao triệt nó càng tắt thì cái cung vợ càng hãm, thiên đồng cự môn lại không ưng nhau. Đấy. Ngoài ra thì anh có thấy là anh lại có tả hữu chiếu cung con không? Đấy. Rồi cái đại hạn 5452 giờ ra anh có phá quân hãm cái này, lúc đấy thì hết đường ở với vợ luôn. Đây này, 52 giờ ra này, phá quân hãm địa. Thì là cái đại vận đấy, lại cả địa kiếp nữa, thái tuế nữa. Là cái đại vận sẽ không ở với vợ nữa. Và hữu bật nằm cung con là cẩn thận có hai dòng con. Đấy, nằm giữa cung con luôn.
Anh này lá số đẹp mà, anh về cung tài bạch của anh có thái âm miếu địa gặp hỏa tinh đấy. Hỏa tinh vào đấy thì hơi phá, bởi vì sao thái âm nó là sao gặp hành thủy, gặp hỏa tinh đấy là hành hỏa. Cái sao hỏa tinh đóng cung tài bạch này là cái sao đốt tiền của anh này. Nó nằm ở đây là nó đốt tiền của anh. Thì cũng thuộc dạng cũng tiêu thứ nhiều thứ tiền, cũng linh tinh lắm, cũng không kiểu làm cũng không phải là khó khăn lắm, mà cũng không giữ được nhiều. Vì cái thằng hỏa tinh ở đấy nó đốt mất. Anh thuộc dạng kiếm tiền giỏi mà, hóa quyền lại thiên tài phong cáo nữa, thái âm miếu địa nằm cung tài bạch là anh thì thuộc dạng kiếm tiền xuất sắc đấy chứ, đâu phải dạng vừa. Lại còn độc tồn nằm cung phúc đức chiếu thẳng vào cung tài bạch nữa. Không đúng thì nhìn cái lá số thì nhìn thấy cũng cái sao tiền đấy thì nó cũng ra tiền đấy, nhưng mà thực ra thì nó cũng không cảm giác, nó không được. Những cái là cứ được kiếm thành một cái cục phần một cái mớ nào đấy là không có nhiều. Rồi. Chỉ gọi là cứ nho nhỏ một thôi. Rồi, bây giờ nha, phân tích tiếp nha. Các cung của anh này. Cung tuần là bị hạ bị hỏng rồi. Cung mệnh nha. Cung huynh đệ của anh cũng gặp tuần đóng ở đấy nữa nên là cũng không có sự gắn kết với nhau lắm. Anh thấy chưa? Huynh đệ mất nha. Cung vợ thì triệt, bây giờ nó hỏng nhá. Cung con thì ổn. Cung tài bạch anh rất đẹp, cung tận ách sức khỏe của anh tốt, mà cái tròm liêm trinh thiên phủ này nó chiếu mệnh rồi cũng sẽ giàu. Cung thiên di của anh ấy là đào hoa gặp thiên không, là tình duyên cũng hay lận đận lắm anh này, đào hoa thiên không nhá, lại có căn tu đấy anh. Thân có đào hoa thiên không là sau này anh tu tập ác đấy, có căn với nhà Phật đấy, lại có ân quang thiên quý đóng đấy nữa. Cung nô bộc của anh là tệ hại luôn, đúng rồi. Đào hoa và thiên không là người có căn tu, nằm tại thân mệnh, anh là người căn tu tập. Và cung xấu nhất của anh này, cung phá nô bộc này, phá quân hãm, lại gặp không kiếp chiếu vào đấy nữa. Đấy là thế mà thấy cái điều mà khiến cho anh cô đơn, trống trải và khó nhờ được người khác. Vâng, nô bộc quá xấu. Cái nhờ người khác thì từ xưa bắt đầu ra ngoài này tập nghiệp thì cũng không nhờ được ai. Mình cứ đi làm cứ lần mò thôi, nhưng mà mọi thứ vẫn cứ một rất xấu, vâng, rất xấu. À, cung quan lộc của anh ấy lại có sao thiên hình quả tú nữa anh ạ, không quả tú cô thần nữa. Những người mà cung quan lộc có sao cô thần quả tú ấy mà không biết tới cõi âm mấy, nghĩa là không quan tâm đến họ thì đã rất mệt. Nhưng anh quan tâm đến cõi âm một chút, đây là xem tử vi thôi, nhưng mà về tâm linh ấy, các vong linh cô hồn anh quan tâm đến họ một tí thì anh sẽ thấy rất hoan hỉ trong công việc. Cung điền trạch của anh có sao tử vi miếu địa thì sao giàu có rồi. Điền trạch có tử vi miếu địa thì đất cát càng ngày càng giàu. Có cái kình dương ở trên tử vi ở cái cung ấy thì có vướng mắc không? Mệnh nằm dương tại ngọ. Mệnh nằm ở đấy mới sợ chứ. Mệnh nằm ở ngọ thì mới sợ kình dương tại ngọ mã đầu đấy tiến chứ. Không có mệnh thì anh sợ gì? Đất không sao. Đất kình dương là anh ở trên, như là anh ở trên cái đất dữ, như là cái đất nghịch ấy. Kình dương là con cá kình ấy, nghịch lắm, giống như anh là cưỡi con cá ấy. Nếu như anh không biết với phong thủy, anh không biết cách hóa giải nó thì nó anh hơi bị ngược nghịch và không thuận trong việc điều hành về âm trạch. Anh chưa, lại thêm cung phúc đức của anh ấy, bản chất là cung phúc đức của anh tốt, nhưng bởi vì cái hóa kỵ ấy, nó đóng vào đấy. Hóa kỵ là hành thủy đóng vào cung hỏa, thủy hỏa phá nhau, chính vì thế nên họ hàng anh không đoàn kết, hay hiểm khích, hay cãi cọ đấy, gièm pha lẫn nhau. Họ hàng thì đúng là hay nhiều vấn đề đúng không? Nói chung là không đoàn kết rồi. Và anh muốn hóa giải cung đấy là cung quan trọng nhất của anh muốn hóa giải cung đấy thì anh phải lễ, anh phải phả độ gia tiên này, anh phải làm cho họ đoàn kết hơn với nhau thì kết nối với nhau thì trần nó sẽ tốt, thì anh sẽ được lộc trong cái việc đấy. Cung phụ mẫu của anh là có sao thất sát hãm địa nữa. Anh còn ai? Bố mẹ anh còn đúng không? Bố mất hả? Bố mất rồi. Đúng rồi. Thế anh thấy không, anh phân tích trong cái lá số này thấy không, bố thì gặp sao tuần đóng thì thái dương mà đúng không? Vâng. Đấy, mẹ thì thấy âm miếu địa đây, gặp lâm quan đây, mẹ sống thọ lắm. Vâng.
thì đúng là năm nay gần 80 nhưng mà sức khỏe các thứ ổn đấy. Rồi, bởi vì sao thất sát nằm cung phụ mẫu là sẽ mất một người sớm. Về các cơ bản là cái cung mệnh cung số của anh ấy là cái lá số này thì anh đang rơi vào cái vận nó chưa được tốt anh ạ. Đầu tiên là cái đại vận anh chưa tốt. Vâng. Nhá. Đại vận chưa tốt. Và cái đại vận này ấy, có rất nhiều các sao nó liên quan tới cái sự cô thần quả tú chiếu này, đúng không? Cô thần tại cung đấy là quả tú nằm cung tài bài chiếu lên này, đúng không? Hỏa tinh thiên hình này. Đấy, kình dương điếu khách linh tinh chiếu lên. Đấy, phục binh chiếu vào nữa, nó gọi là cái cung này nó là cung bại tinh của anh. Có rất nhiều bại tinh chiếu vào. Đó. Và thiên hình đóng vào đấy là cặp quả tú nữa là dễ là anh sẽ có xung khắc lớn với vợ của anh. Vì sao thiên hình nó là cái sao khung khắc về quan điểm. À. Đến bây giờ thì thấy mọi chuyện nó không có vấn đề gì cả. Ừ. Bởi vì anh không là việc ai người làm. Ừ. Không gần như là cũng không về công việc thì là việc ai người làm. Cũng không hai bên nói chung là tương đối về độc lập mọi thứ. Vâng. Một thái nữa này, anh vừa trải qua cái năm năm ngoái là năm 48 là cái năm thất sát hãm địa ấy. Anh thấy không? Năm thất sát thảm địa chính là cây kiếm đâm vào mình. Lại gặp sao quan phủ nữa thì anh làm nghề gì? Làm bên ngành xây dựng. Xây dựng, gặp sao quan phủ nữa thì năm ngoái là năm thuế má công an cấp trên soi xét nhiều, thất sát thảm địa nữa là năm không tốt của anh. Đúng không? Cũng phụ mẫu mà, anh vừa trải qua một năm không tốt nhá. Đúng không? Năm trước đấy. Năm 48 rồi, năm trước đấy. Đúng không? Năm 48 là thất sát thảm địa rồi. Đúng rồi. Không gặp quan phủ nhưng mà nó cũng nói chung nó cũng không được thuận lợi. Vâng. Không thuận lợi đúng không? Mặc dù nó là tam hợp thái tuế đấy. Vâng. Nhưng cũng không tốt đúng không? Năm trước đấy nữa thì anh lại rơi vào phục binh. Ồ, phục binh lại rơi vào cung tuần tại mệnh đóng. Đó, thì cũng là cái năm không thuận lợi của anh đúng không? Rồi năm trước đấy nữa cũng gặp sao tuần đóng vào vũ khúc thiên tướng là đại hao chi tiêu nhiều lại không kiếp chiếu nhiều họa. Đấy thì anh thấy ông anh đang rơi vào cái chuỗi một số ngày nó không tốt. Năm nay thì tưởng tốt nhưng lại hóa kỵ đóng tại đấy nó cũng phá anh nữa. Rất nhiều vấn đề thị phi, đau đầu vì sao hóa kỵ này. Đúng chưa? Và phải anh nhớ là năm nay là năm anh sẽ kết thúc một cái chuỗi công việc của anh. Và anh sẽ khai tử một số các loại công việc. Năm nay là năm như thế. Và sang năm bắt đầu anh thai nghén một cái trò chu kỳ mới, tốt hơn rất nhiều. Mà nó chưa chuyển đại vận. Chưa chuyển đại vận nhưng chuyển. Cái tiểu vận của nó cái nó cũng gắt rồi vì sang năm nó có sao thai. Sang năm có sao thai nó cũng bị chảy. Vậy thì nếu mà mình muốn mua đất cát và kinh doanh đất cát thì có được không? Anh là người chỉ buôn đất lớn được thôi vì kình dương là số cái năm cái số chỉ buôn được đất to thôi. Buôn bán nhỏ được. Sao kình dương là sao? Công việc làm lớn. Công việc tới thì có cái gì nó sang năm là anh sang năm là anh tập trung vào buôn đất đấy. Thay nghiến nhiều cái việc liên quan đến đất cát lắm. Bây giờ có thể anh chưa nhìn rõ nó đâu, nhưng mà sang năm ăn Tết xong anh sẽ nhìn rõ rất nhiều cơ hội về đất cát của anh. Sang năm chủ đề của anh chỉ nói đến đất thôi. Thế nhưng mà đất cát thì nó cũng đang rất là bình thường, nó không tầm này cũng không có gì sôi động cả. Nó không sôi động thì mình vào lúc đấy thì nó mới hay, rồi nó mới có cơ hội phát triển chứ đang sôi động vào thì nhiều người vào lắm anh. Thì ngắm xem là sang năm là có cơ hội là mua được. Sang năm là anh có cơ hội ngay, sáng lắm, tử vi mà. Tử vi miếu địa mà anh. Vâng. Lại gặp cái lập cái tròm liêm trinh thiên phủ này, cái tròm kho lộc của nhà trời cung tật ách chiếu lên nữa, tuyệt vời quá gì nữa. Năm nay là năm có sao thiên cơ là năm ngồi tính miêu thôi. Năm nay thực ra cũng nghĩ nhiều về tự nhiên, năm nay cũng thấy nghĩ nhiều về tầm cuối năm là bắt đầu cũng nghĩ nhiều về đất. Nhưng mà đến giờ này rồi định mua nhưng mà thấy trục trặc, đến giờ này cũng chưa mua được.
Đúng rồi, vì năm nay là năm thiên cơ, chỉ năm tư duy thôi. Anh cũng xem cái cung lô bộc của con thì anh em bạn bè rồi những cái xung quanh có. Anh thì cung anh em bạn bè xấu lắm, nô bộc phá quân mà. Vậy thì ra ngoài là không tin được ai à? Số rồi, nghiệp kiếp trước nặng quá, nợ nhiều người nên kiếp này thay bị ăn chặn ăn bớt. Thấy thì ngay từ đầu, từ lúc mà con ra ngoài làm các thứ thì thực ra với anh em, với tất cả những người từ trên xuống dưới, mình cũng chịu chi, cũng chịu thiệt lắm chứ không ăn chặn ăn biết đâu. Ừ, đúng rồi. Tức là rất là rộng tay về vấn đề tiền long với những người xung quanh của mình chứ không ạ. Thậm chí mình muốn để cho cái việc nó ổn hơn, nó êm hơn, nó chịu thiệt, nhưng mình cũng không có thiết mình phải. Alo? Vẫn nghe đây anh. Vâng. Không hiểu sao mà xung quanh họ cứ phá mình. Thì bây giờ cái cung nô bộc của anh nó là sao xấu, cung xấu rồi đúng không? Thì nó sẽ là cái cung mà nó làm cho anh thất thiệt cả địa không địa kiếp chiếu của cung đấy, nó gọi là lục sát tinh rồi. Đó. Rồi hóa kỵ cũng chiếu vào cung đấy, quan phù cũng chiếu vào cung đấy, đấy là cung rất xấu của anh. Chính tinh lại xấu nữa, phá quân hãm địa thì xấu lắm, nó làm cho anh là thất thủ bởi vì không có những người thân cận giúp đỡ nhiều. Bạn bè ứng xử mình chưa tốt, cấp dưới không được hòa thuận, không tốt với anh. Và anh phải trải qua cái đại vận 52 trở ra thì mới tốt. Bắt đầu 62 trở ra, xong rồi anh về hậu vận càng giàu. 72 trở ra lúc đấy thì giàu lắm. Lúc bấy giờ thì tiêu được cái gì nữa anh? Tiền lúc bấy giờ làm gì thôi, thì lúc bấy giờ thì kiếm. Bây giờ tiêu đi. Khỏe có lâu mà tiêu. Bây giờ tiêu lên gì nữa? Anh đâu phải dạng nghèo đâu. Lá số này không thể nghèo được. Và không đúng thì từ ngày kể cả bắt đầu 20 tuổi hay mấy tuổi xong rồi này, tiền nói chung là không có thiếu cả, nhưng mà để nhiều là cũng có. Nhưng mà cần làm việc lớn vẫn làm được. Đúng rồi. Nhưng mà trong túi thì thường là sờ lúc nào cũng khỏe, thường khi mấy anh em ra uống bia hết tiền. Tiền của anh nó tích, tiền của anh nó tích chi dạng đất, điền sản. Nó nằm ở dạng điền sản nên là anh không thể bán đi tiêu được. Thật ra thì đất đất không có nhiều, không có mua đi bán lại thì cũng chưa phải là mua đi bán lại. Mà cũng là người mà cũng không giữ được tiền trong túi nhiều, cảm thấy nếu mà tiền mà trong túi trong ví mà có nhiều thì là nó cứ nhảy thật lên là ra nó cũng thấy tiêu không kịp. Ồ. Và anh phải nhớ là 6 tuần đóng tại cung mệnh ấy thì càng ngày nó càng mở và càng cuối đời nó càng mở mạnh hơn. Tức nó là trong... nó sao triệt thì lại hoàn lại. Triệt, đúng rồi, triệt. Sau tuần thì lại mở ra. Đúng rồi. Nó yếu dần đi. Đúng rồi. Triệt là sau này nó mòn hẳn đi. Giống như cái phanh sau của cái xe của anh ấy, anh một phanh mà lúc nào nó mòn hết luôn, cháy phanh. Sao triệt là như thế. Mà sau tuần giống như phanh trước ấy, thỉnh thoảng anh mới bóp một cái nên là cuối đời nó vẫn còn. Nhưng mà càng ngày nó vẫn càng mòn đi, bóp nó càng không ăn nữa. Anh hiểu ý nghĩa hay sao chưa? Dạ. Đấy. Cái cung mà tật ách này thì Liêm Trinh Thiên Phủ là tiêu nhiều tiền cho bệnh tật lắm ạ. Không, Thiên Phủ kho tiền đóng ở đấy, đại vận nó đến sẽ ra tiền. Anh không nhìn thấy dạng đấy. Còn tật ách, cung tật ách của anh tốt mà. Anh có thấy sao xấu chiếu mấy đâu. Sức khỏe anh tốt. Tam môn thiên khốc mấy thiên sứ thấy là cũng... Còn lâu. Tam môn đóng cung tật ách không xấu. À... Chính tinh của nó sáng rực như này mà anh sợ gì. Mà lại 72 giờ ra mới rơi vào tật ách nên anh sức khỏe của anh không phải nghĩ mấy đâu, lo không lo. Thì
cái cung tài đại mật tài bạch này là nó có cô thần ở đây thì có phải là ra ngoài mà để mà kiếm tiền là hơn một mình ấy, đúng không? Okay. Sao cô thần mà đóng cung tài bạch ấy, thật ra cơ sao cô thần là cái sao mà nó giữ tiền, khó tiêu tiền, nó giữ nó làm cho mình không được thuận lợi trong cái việc tiếp xúc với tiền bạc anh ạ, nó phá mình, đúng rồi, nghĩa là sao âm phá nằm cung tài bạch ấy, nghĩa là mình khó tiếp cận được với tiền bạc, nhất là lớn. Đây là chiếu sang và cung Phúc Đức thì lại có lộc tồn, nghĩa là không có một cái lộc của thừa hướng cung Phúc Đức, đúng rồi, anh phải làm đi, muốn lộc khai khởi được cái lộc âm phần lên thì anh phải cúng phá đội gia tiên. Đưa cho anh mấy bà mấy cái phương án để cải mệnh cho anh cho tốt hơn nhá. Để xem cái mà cải mệnh thì đến điện của thầy hay là cải ở trên đấy nhỉ? Anh phải đến điện thì tốt nhất. Còn các bạn ấy thì nhiều bạn ấy cứ gửi tiền ra ngoài này các thầy cúng này, xong quay phim cho các bạn ấy nhiều lắm. Còn anh thì nếu mà có niềm tin rồi thì làm như thế, còn không thì anh có thể ra Hà Nội. Anh đang ở tỉnh nào? Em thì đang ở Hà Nội. À thì thế lúc nào qua đây? Đây hôm nay 2-3 ngày lễ liên tiếp, hôm nay vừa lễ xong xuống làm cho anh đây. Ngày mai vẫn lễ tiếp, ngày kia vẫn lễ tiếp. Toàn lễ cải mệnh thôi. Toàn lễ cải mệnh. Vâng. Còn cái xem cho con về tử tức, cái cung tử tức này. Cung tử tức ở đây thì tham lang gặp triệt. Thật ra nếu như về số con của anh thì càng nhiều càng tốt, càng thuận với anh. Vì sao đế vượng nằm đấy là đông con càng tốt. Nên là anh đẻ đứa nào anh cứ đẻ nhá. Cái này hóa, bây giờ còn đẻ gì nữa? Hóa khoa, hóa lộc của anh nó đóng tại cung con. Văn xương, văn khúc chiếu cung con, thiên khôi chiếu cung con. Chính cung con của anh là rất là thuận lợi trong việc học hành. Rồi có chòm tử vi miếu địa từ cung điện trạch chiếu của cung con, nên là anh có cung con tốt hơn là bản mệnh của anh. Nhá, nhất là về học thức và kiếm tiền là nó hơn hẳn anh rồi. Mà hiện nay thì chưa đứa nào đi kiếm được tiền, mà học thì cảm thấy là cũng ổn, không có thấy có vấn đề gì nữa. Bây giờ nó vẫn mới đang học đại học. Vâng. Học trường nào anh? Cháu thì đi sang bên Đài Bắc, Đài Loan học. Năm nay cháu sinh năm 94. Thế thì lúc nào anh qua đây đi nhá, nói về cái vấn đề cải mệnh cho nó rõ hơn. Đó tốt. Hai nữa là cái hóa kỵ nằm cung Phúc Đức này, hóa giải càng sớm càng tốt này. Bởi vì nó làm như thế chính là mình bị mất lợi thế về phần âm. Con cái đứa mà sang năm nó chuẩn bị, nó thi xem có vấn đề gì không. Cái đứa con gái con, nó sinh 2002. Phải có ngày tháng năm sinh giờ sinh. Nó sinh vào ngày trai gái một, nó là gái, con thì hai đứa con gái rồi. Rồi sinh ngày nó là mùng 17 tháng 9 năm 2002, nó sinh vào giờ tí, nó là 1:15 đêm, 1:15 buổi đêm. Sang năm của bé này, úi giời ơi, nhìn trong này cung Phúc Đức của nó là không khiếp chiếu này. Cô này mệnh thái âm miếu địa nhưng lại rất tiếc cũng gặp tuần trong bố này. Cung Thiên Di thì lại gặp triệt này, nên là cô ấy chưa được thành công lắm anh ạ. Cô này 3 năm trở ra mới thành công. Sang năm thi à? Sang năm hắn là 16 cháu... không? Sang năm có sao cháu sao? Năm là cháu thi vào lớp 10. Đúng rồi, sang năm cũng có nhiều sao rất thuận lợi đây này. Sao phóng cáo là sao dễ trong thi cử này, Lưu Văn Tinh là dễ trong thi cử này, Hóa Khoa Nhị Hợp này, dễ trong thi cử này, Tà Phù Hữu Bật Chiếu này. Nhưng mà có cả địa không địa kiếp.
có tam hợp thái tuế. Khả năng là đỗ cao. Khả năng đỗ cao. Nhưng mà sao triệt đóng đấy là vô cùng nguy hiểm. Sao triệt đóng là... Sao triệt đóng cung thiên di với cung lô bộc. Đấy đúng, cung lô bộc đấy. Cháu nhưng sang mà... năm là cháu tiểu vận, sang năm là cháu cung lô bộc. Đúng rồi. Và nhiều nhìn cái cung quan lộc của nó có sao thiên lương đắc địa, nên là cũng không sợ đâu, không sợ nha. Yeah. Về cung sao học chính là sao quan lộc đấy, cái cung học chính là cung quan lộc, nói chung nói thuận. Ừ. Và nhiều chính phụ tinh tốt như thế thì cũng được anh ạ. Nha. Rút qua cái này thì thầy thấy số của con bé này nó thế nào? Nói chung là giống bố lận đận, cung tài bạc rất đẹp, cung tài bạc rất đẹp, nhưng mệnh thì gặp tuần, thiên di thì gặp triệt đó. Về hậu vận thì giàu có nhưng mà cuộc đời cũng hơi bị bị như là giống như bị che rất nhiều, bị cản rất là nhiều thứ. Tuần mệnh thiên di triệt là sao bị cản. Chồng thì công chồng thì đẹp nhưng có sao thiên không như thế thì số hay bị xa chồng. Cung tử tức có phá quân thái tuế đấy cũng đọt tốt. Tóm lại là cô này được chồng được con, phụ nữ như thế là được. Nhưng mà về mặt xã hội cái danh giá của cô thì không được ổn lắm, bởi vì triệt nó đóng. Triệt đóng cung thiên di đúng không? Thiên di mà ra ngoài là cái đất ở bên ngoài ra ngoài sao? Đúng rồi, nhưng không gặp thời. Sợ. Những cái này là cũng có thể cải được. Được chứ anh? Nói chung là nên qua trực tiếp. Bởi vì nhìn vào đây thì phần âm nhà anh có nhiều vấn đề lắm. Phần âm thì nếu như mà như em được trước đây là cha mẹ nói là phần âm hưởng là nhà em là được một cái ngôi mộ kết nhỉ. Đúng rồi. Mà hiện nay thì vẫn kết, vẫn kết. Mộ cụ ông à? Mộ cụ ông ấy mà là con mình đời gọi là tứ, gọi là bốn đời này. Chính thế nên là tứ đại nên là con bé này cũng được hưởng lộc cái này. Hưởng nhiều về tiền, đúng rồi. Nếu mà cải mệnh muốn thì đến đấy thì đến lúc nào cũng được hay là cứ phải đến đăng ký xong bắt đầu mới ấy? Anh đến đây để xem, để gặp nói chuyện, thầy đưa ra các phương án cải mệnh cho. Thế thì hàng ngày mà muốn đấy thì là anh liên ngày, anh phải liên hệ đến, anh phải liên hệ là... trước, anh phải liên hệ trước, bởi vì có những hôm cúng cả ngày rồi khác phải hẹn, có thể là thầy lại đi công tác mất, anh phải hẹn lúc nào đến. Mà hẹn thì gặp điện thẳng cho thầy hay là gặp gì đấy. Đấy có mấy cái bạn giúp việc của thầy ấy, vì bởi vì thầy nhiều lúc cống không nghe điện thoại nên là gọi cho các bạn là chắc nhất nhá. Đến xong rồi nói chuyện đi, xong rồi thầy sẽ hướng dẫn cho cách để xem độ âm cho nó hết hóa kỵ đi. Thầy ấy có con bé lớn nhà con ấy, bây giờ nó chẳng có người yêu người yết gì mà con thấy lô bọc của nó có quả tú phu thê của nó tăng môn, không biết là nó thế nào thầy sẽ. Nếu một quả tú phu thê tăng môn thì âm theo rồi. Vâng. Thế là chồng tăng môn là chồng tiền kiếp. Những cái này có giải được không? Thầy giải thường xuyên ở trên này. Xem video thầy giải bao nhiêu rồi chị? Xem chưa? Có xem, nói chung cũng xem nhiều, thầy nói chưa thấy thầy phát hoặc là cái giải ở trên nó như thế nào. Thật ra việc đấy nó rất là nhạy cảm. Trang của thầy thì là trang về tử vi nên là những việc về tâm linh ít đưa lên, chỉ đưa một chút xíu thôi, và những việc này không nên public nhiều, công khai nhiều. Những người mà thầy đưa lên là những người mà thầy đã cứu sống họ
và họ nguyện mang cái video đấy để ra để cho mọi người xem, để cho mọi người nếu mà có ai có bệnh như thế, bị như thế thì đến thầy hoặc gặp thầy hoặc là gặp các thầy khác để cứu giúp họ. Thầy thử thử thầy giờ lên xem cái con ý nó xem nó có cái tháng tới nó bị tai nạn con xem thấy cái dây nó có phá quân một mệnh nó cái con này nó bằng nhạc tên nào nó tên là Diệu Linh, nó sinh ngày 24 tháng 6 năm 1994. Nó sinh vào giờ 7 giờ 15 phút sáng. Má chả, cô này sau này giàu thế nhỉ? À chiến nhỉ? Được đấy nhỉ? Nhưng cô này sẽ bị tai nạn đấy, ảnh hưởng đến cái mặt. Vâng. Đấy thì con thấy thế, con cũng đang lo đấy. Cái vấn đề đấy. Nhiều người lá số này bị lắm. Con vừa xem cái lá số mà thầy xem cho cái cô gì mà bảo là phúc đức giải mẫu đấy, tại sao nó đấy. Đúng rồi. Thì nó đúng cũng như là cái cô con gái này đấy, thầy xem đây là lá số mà sẽ bị như thế nhá, lại gặp Philim nữa, là Philim là giao kéo nằm cung thiên di nữa đấy, tật đách lại có địa kiếp hóa kỵ chiếu nữa, hỏa tinh chiếu nữa nhá, rồi thiên hình chiếu nữa thì rất dễ bị việc như thế. Và 16 trở ra là sẽ bị đấy, 16 trở ra là cái đại vận 16 trở ra là sẽ bị việc đấy đấy, 16, 17, 18, năm 18 tuổi, 19, 20, năm 23 đúng không? 21, năm nay 23. 22, 23, năm nay là rất, năm nay là năm đào hoa gặp hoa kỵ rồi, là năm tình duyên đận lắm, cẩn thận bị lừa tình. 24, 25, 25 là có thiên hình nhá. Đà La thiên hình không linh tinh kiếp chiếu vào đấy là rất nguy hiểm, hỏa linh chiếu nữa. Cung đấy là cung xấu nhất là năm 25 tuổi. Tối nay đi đâu chơi? Nhá. Năm 25 tuổi. Đúng rồi. Là đại hạn người cái việc đấy. Thôi thầy sẽ ghi hình lại nhá, thầy có việc rồi. Và hôm nào qua đây nhá. Alo trước cho các bạn đã hẹn thầy sẽ hướng dẫn thêm. Vâng. Cảm ơn thầy. Rồi, xin chào nhá. Vâng.